Trời ơi, chỉ một lần bỏ lỡ trên phiên live của chị Hằng Dung một mà tới tận 2-3 tuần sau tôi mới canh mua được cái bánh da trứng cuộn kem tươi của nhà Golu Food nè mấy bà. Tôi thấy rồi, nhà Golu Food đó ra cái gì là nó hết cái đó mấy bà ơi. Bởi vì bên đây á đầu tư hẳn một cái nhà máy 10-20 tỷ sản xuất liên tục mà không đủ hàng để bán nữa. Mấy bà để ý đi, chị Hằng Dung một á mà đã review đã khen rồi á thì cái món đó phải có gì đặc biệt và nó rất là ổn luôn. Đến khi nhận hàng và về ăn thử thì tôi mới tá hỏa ra mấy bà ơi. Cái bánh nó ngon hơn sự tưởng tượng của tôi rất là nhiều luôn á. Tôi nghĩ rằng ai mà khó tính cỡ nào hay là nhà có mấy đứa nhỏ mà kén ăn á thì đều phải wow lên khi ăn cái bánh này hết. Đó mấy bà. Cái bánh da trứng á thì có một cái lớp trứng á hơi xém xém bên ngoài rất là thơm luôn. Kế tiếp là lớp bánh mì siêu mềm mịn luôn. Nhân bên trong là một ít salad kem tươi mát mát lạnh lạnh á cùng với trà bông gà. Cả cuộn lại á thật sự cái bánh nó hòa quyện ăn nó ngon không tưởng luôn mấy bà ơi. Cái vị hơi mặn mặn nhẹ và không có ngọt nhiều đâu. Thêm cái độ mềm xốp khi cắn vào cái cảm giác nó núng nính và nó ngập răng. Ơi đã lắm luôn á, cái bánh này á dùng làm buổi sáng nè, nhất là nhà có người lớn tuổi và trẻ nhỏ sẽ rất là mê luôn cho mà coi. Còn cái bánh viên mập nó cũng ngon không kém cạnh luôn mà mấy bà biết á, hạt viên mập nó ăn rất là tốt cho những ai mà đã ăn theo chế độ healthy thì nó cũng tốt cho đường ruột và tiêu hóa nữa. Riêng bánh viên mập đó thì có cái kem cuộn ở bên trong á nên nó sẽ có cái độ dai dai dẻo dẻo hơn nha. Tôi cũng nghe nói hai cái loại bánh này đang rất là hot ở bên Trung luôn á. Tính ra mua cái bánh này về rất là tiện luôn nè. Mỗi buổi sáng mấy bà chỉ cần ăn một cái bánh thôi là cũng no, nhưng mà đặc biệt rất là ngon luôn á mấy bà ơi.